Lạp Sơn, Hoàng Trọng Thủy trở lại tiếp tục với đến quý vị các bản tin đáng chú ý. Thêm một người phụ nữ nữa ở trong tù và cái tình trạng của người phụ nữ này đỡ hơn nhiều so với bà Kelly ở Georgia. Bà Kelly vừa bị án tử hình vào sáng sớm ngày hôm nay chỉ sau 12 giờ sáng giờ đồng bộ Hoa Kỳ, tức là chỉ mới có sau 9 giờ tối California ngày hôm qua, nhưng mà ở New York là bước sang ngày thứ tư rồi thưa quý vị. Và hình ảnh này Lạp Sơn chắc chắn là đã nhớ khuôn mặt này rồi. Nhớ lắm mà, bởi chúng ta đã nói quá nhiều về cái tin tức tháng trên một tháng mình chỉ có nhắc tới tới tên của bà Joy Mitchell thôi. Joyce Mitchell, yeah. Bà này là bà đã từng giúp đỡ hai người tù nhân nguy hiểm nhất, đem vũ khí vào để cho hai người này vượt ngục, và bà cũng đã từng có quan hệ với hai người này. Quan hệ gì? Quan hệ người lớn. Tình ái, tình ái. À, quan hệ tình ái. Mà thì... quan hệ tình ái tới hai người luôn tới đó hai hả? Người. Yes. Nhưng mà bà trong cái cuộc phỏng vấn của bà này với lại bên đài CNN thì bà đã phủ nhận, bà nói là bà bị ép buộc. Bị ép hả? Bị ép là, và bà yêu bà chồng cắn? Bà quá. Bà không hô hoán, bà không hét, bà cắn nó. Cái đó thì nhiều lúc mỗi người đối xử cái trường hợp nó sẽ khác nhau thưa quý vị. Ngày hôm nay khi ra tòa thì bà đã bị tuyên án từ 2 năm rưỡi tù cho tới 7 năm tù. Bà nói gì trong tòa? Bà nói trong tòa án thì bà nói bà khóc, bà đau khổ quá. Bà nói, bà có nói là I love my husband, I just wanna go home. Tôi muốn về nhà, tôi yêu chồng tôi lắm. Ồ, bà nói bà không phải là người xấu. Bà không phải là người xấu. Bà chỉ một giây phút yếu lòng thôi phải không? Bà chỉ làm một cái lỗi lầm lớn thôi. Ồ, bà nói thế hả? Bà nói thế. Và bà nói là vì cứu chồng. Cứu chồng? Là vì sự an toàn của chồng bà, cho nên bà mới làm như vậy. Bà giúp hai thằng này ra ngoài tù nó còn nguy hiểm bao nhiêu, và quả nhiên là như thế. Và thế cho nên ông tòa ông không chấp nhận cái lời đó của bà. Ông nói là ông concern là cái lời của bà là vì an ninh cho chồng, cái đó không có đúng. Xạo, bà đã không có yêu thương chồng gì hết. Vâng. Nhưng người chồng này vẫn tha thứ cho vợ. Vẫn đứng trước tòa và vẫn khóc. Và người chồng vẫn sẵn lòng nhận Honey về nhà như thường. Em không biết ông này chắc không ai thương ông hay sao. Ông không phải, không có những người đàn ông như vậy đó. Có những người đàn ông là chết thôi, còn không bao giờ bỏ vợ hết. Wow. Có những người đàn ông họ trung tình đến độ như vậy. Bây giờ mà không có trung đâu tình ai. Đến độ không nhiều chứ. Rất là nhiều, bản tin chúng ta ghi nhận đó. Có những người đàn ông mà nếu mà bỏ ông giết luôn. Ồ, cái đó là trung tình quá. Thì đó, nhưng mà có những người trong trường hợp này cũng thế nữa. Ông vợ làm như thế, vợ đã bỏ mình, lang chạ với hai thằng tù nhân. Ông vẫn tha thứ và thậm chí vẫn tiếp tục trong những ngày xử án, bà vẫn xuất hiện và thậm chí còn kêu gọi đó là ân xá cho vợ mình nữa. Không biết bà vào tù từ 2 năm mấy tới 7 năm, ông có ngồi ngoài ông chờ ông chắc chắn đó. Ông sẽ chờ. Tại vì đối với ông không còn ai khác ngoài bà Joyce Mitchell cả. Ngoài ra bà còn phải bồi thường tới $120,000 để cho trả việc tu sửa những cái nơi mà bị hỏng mà hai cái tên tù vượt ngục này đã phá đường mà để đi ra. Vậy ngoài sao đó mà tiền đâu mà trả ha? I don't know. Mà khổ nỗi đó là không phá sản được bởi vì thiếu chính phủ. Khi mà anh làm việc cho chính phủ thì dĩ nhiên anh sẽ có saving. Maybe họ sẽ lean on saving. Hoặc là cái nhà. Yeah. $5,000 vì cái tội thúc đẩy cái việc mà vượt ngục, cộng thêm $120,000 để coi như là đắp lại. Em thấy cái này còn ít đó, cái tiền mà phải một tháng trời biết bao nhiêu cảnh sát, phải cả trăm cả ngàn người cảnh sát để đi. Hình như tốn cũng 10 triệu hay 12 triệu. Cái 120,000 còn ít. Vâng, thưa quý vị, đó là chuyện. Ồ, ở San Francisco, dân chúng mà quý vị biết đó, cái thành phố nó nhỏ lắm, nó an bình lắm, nó rất là đẹp, ngay bên bờ vịnh. Dân chúng mấy hôm nay họ hốt hoảng bởi vì họ mới vừa nghe tin là có một tổ ong châu Phi. Wow, cái tổ giết ong. Người wow. Tổ xuất ong, hiện. Những con ong này nó rất là aggressive. Nó không có như những con honeybee. Nó rất là hung hãn thưa quý vị. Khi mà nó chích cái tổ mình kìa. Khi mà nó chích mình đó là nó chích cho tới khi nào mà mình chết thôi. Nó không buông tha. Và tại sao gọi nó là killer bee? Như Lập Sơn vừa nói đó, khi mà nó đuổi theo mình rồi, nó sẽ đuổi theo tới cùng. Và một bầy ong nó đuổi theo để nó chích mình, nó sẽ nhất định nó chích mình cho bằng được. Họ nói rằng lý nhưng do... Nhưng mà trong trường hợp nào nó sẽ đuổi mình?
Chỉ có mình phá cái tổ của nó thôi. Trong trường hợp nhiều khi đó có những trẻ em leo cây, hoặc là có những người mà có những người công nhân đó, họ sửa dây điện đó, họ sửa đèn đường đó, họ đã bị ong chích chết rồi. Wow. Tại vì lúc mà họ ngồi trên cái cần cẩu đẩy lên cao đó, họ làm họ đâu có biết đâu, thì họ chọc phải cái tổ ong này. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu về thiên nhiên họ nói những người dân của San Francisco đừng quá sợ hãi, và họ khuyên rất là hay thưa quý vị, nếu mà bị ong chích thì bỏ chạy. Có ai đứng lại cho một bầy ong chích không? Có những quý họ khuyên như thế này. Mà chạy cho xa. Chúng tôi không đùa, hoàn toàn là trên bản tin. Trong bản tin họ nói rõ ràng chạy một cho cái điều nhanh. Đầu tiên là chạy cho nhanh, chạy cho xa và kêu lên. Không kêu tôi nói. Ồ vậy anh đầu độc em quá. Không, cái phần kêu là bắt buộc rồi. Yeah. Vừa chạy vừa hét, cứu vừa tôi la. Ơi. Đúng, cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng mà anh biết không, thực sự trong những trường hợp này, những cái phản ứng đầu tiên ai cũng đều phải bỏ chạy cả. Không có, phản ứng đầu tiên đó, lấy tay đập. Ừ. Để nhưng ý coi. Khi mà mình tại đập vì thì khi cái nọc nó nằm trong người thế mình. Thế này, khi mà cái phản ứng của quý vị, khi mình mà lấy tay mà đập mình đó, mình sẽ đứng yên tại chỗ. Cái đó là cái mà các nhà khoa học họ nói không nên làm. Thấy không? Khi mà vừa thấy một con ong á, quý vị vừa thấy ong là quý vị bỏ chạy ngay, đừng có đứng đó để tìm hiểu làm gì, không biết ong ở đâu hay như thế nào đó. Là cứ bỏ chạy cái đã, bỏ chạy xong rồi. Và lý do mà tại sao bỏ chạy, họ nói rằng cái con ong này nó khác với những con ong bình thường trong nhà của chúng ta. Nó sẽ đuổi theo mình. Còn những con ong khác nhiều khi nó chỉ tính chích. Khi mình bỏ chạy là nó không chích nữa. Nó quay về cái tổ lại. Còn con này nó khác. Con này nó gọi là rất là aggressive, hung hãn và nó sẽ tấn công bất cứ ai đe dọa đến tổ ong của chúng. Và cái tổ ong quý vị hồi nãy nhìn thấy nó kinh hoàng, nó quá bự luôn. Nói chung bỏ chạy là thượng sách ha. Bỏ chạy là thượng sách, và sau đó vừa bỏ chạy vừa lấy tay đập vào mặt. Đập vào ong. Không thì ong nó chích mặt mà, thì phải đập vào mặt. Đập vào ong không biết ong nào. Với hy vọng để giết được con ong đó. Nhưng thêm một điểm nữa, một khi con ong này nó chích rồi đó, nó để lại cái mũi kim nó trong cái da của mình và nó sưng lên. Có nghĩa là mình phải khoét cái miếng thịt đó đi. Không phải ông gì ghê dữ vậy. Chứ bây giờ anh cái mũi kim nó nhỏ không quá sợ. Không có, đưa vào trong bệnh xá và bác sĩ y tá sẽ gấp cái kim nó ra. Chích cho chúng ta những cái mũi thuốc để nó êm đi. Vâng, thưa quý vị, đó là chuyện của con ong. Khi mình nói tới chuyện con ong thì có chuyện con nhện. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin về con nhện ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.